vật Đỗ Kim Phúc. Đỗ Kim Phúc vừa mới trở về từ sân Old Trafford, Manchester United, là một trong những gương mặt đại diện của Việt Nam giao lưu với các cổ động viên trên toàn thế giới tại sân Old Trafford. Vừa qua có thể nói em cũng gây báo trên Facebook khi là một trong những fan có thể nói đã comment trên Facebook khi chúc mừng Cristiano Ronaldo đã chức vô địch và đã được hàng trăm nghìn like trên comment của mình trên Facebook của Cristiano Ronaldo. Anh cũng là một trong số ít những nhân vật được gặp giao lưu và tập bóng cùng cầu thủ Sergio Ramos. Dành cho những một tràng pháo tay cổ vũ thật lớn cho các quý vị ơi.